Chào mọi người, hôm nay An sẽ mang đến cho mọi người hai con đồng hồ cơ bản trong phân khúc từ 5 đến 6 triệu để mọi người có thể tiếp cận được với công nghệ tiên tiến của nhà Citizen, đó là công nghệ Ecoride. Chính xác, đây là hai con đồng hồ có mã tham chiếu đó là BM85508A và BM85508A. Đầu tiên đó là một con đồng hồ với mặt trắng với cọc số hộp tròn và ở bên ngoài là cái màu bạc bình thường mà thôi, và khi lên cổ tay chúng ta nó sẽ cho chúng ta một cái vẻ ngoài đâu đó dễ phối đồ, sang trọng cũng có và mọi hoàn cảnh cũng có luôn. Nếu như mà anh em nào mà thích cái sự đơn điệu thì có thể chọn cái mẫu đồng hồ này. Và cái con đồng hồ thứ hai đó là cái con với cái mặt màu đen cũng như là cọc số á, thì nó làm từ những cái vạch và cái cọc số 12 La Mã ở cái góc 12 giờ mà thôi. Và cũng như cái con đồng hồ kia thôi thì con này cũng có cái ô lịch và cái ô thứ. Và khi mà đeo vào nó sẽ hay ở một chỗ đó là cái vân tia màu đen nó làm cho ánh cái đồng hồ hơi sáng sáng cổ tay của chúng ta một xíu thì nó sẽ sang hơn cái con màu trắng. Và hai con này chỉ với tầm giá chính xác đó là con màu đen có giá 5.785.000 và con màu trắng có giá là 6.185.000. Mọi người đánh giá như thế nào về hai con đồng hồ này? Nếu như là cá nhân An thì An thật sự thích con màu đen này hơn bởi vì nó tối giản, tinh tế và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mọi người hãy cho An xin một nút like cũng như là một nút subscribe để ủng hộ kênh Đồng Hồ Tân Tân nhé.